tôi tên là Hồ, thường gặp ở tổ 17. Thì lúc trước tôi vay 3 triệu năm 2010, tới xong vốn lên 5 triệu, xong rồi tới 7 triệu, xong rồi tới 10 triệu đó, vốn để mua máy về, mua vải để mới mũ rồi đó. Thêm chứ nếu mà có thêm nguồn vốn thêm thì cũng yêu cầu thêm cho giúp đỡ thêm sử dụng máy đó, máy thêm thu nhập thì cũng có dân dân cũng có tăng lên rồi. Hai vợ chồng khoảng 7 triệu 8 triệu rồi đó. Khi nguồn vốn tương lai ra thì sử dụng nuôi con ăn học, thêm nuôi ba mẹ, thêm hai vợ chồng sinh sống rồi đó. Tôi xin cảm ơn nguồn vốn đã chia sẻ với nhà tài trợ. Tôi cũng